Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải toán lớp 5 luyện tập. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài ôn tập về giải toán và bổ sung về giải toán. Bài số 1. Cả hai tấm vải dài là 120 mét. Hỏi mỗi tấm vải dài bao nhiêu mét? Biết rằng tấm vải thứ nhất dài hơn tấm vải thứ hai là 28 mét. Rồi chúng ta phân tích cái đề này. Cả hai tấm vải dài là 120 mét. Thì như vậy ngay chỗ này là cái tổng. Được không? Đây là cái tổng. Này, cả hai này, được không? Thì đây là con số này là số tổng. Tiếp theo. Biết rằng tấm vải thứ nhất dài hơn tấm vải thứ hai là 28 mét. Như vậy đây là một cái hiệu. Được không? Tấm vải thứ nhất dài hơn tấm vải thứ hai. Như vậy thứ nhất là số lớn. Lớn. Tấm vải thứ hai là số bé. Vậy thì bài toán này sẽ ra vào gọi là tổng và hiệu. Muốn tìm số lớn là ta lấy tổng ta cộng hiệu ta chia 2. Còn muốn tìm số bé ta lấy tổng ta trừ hiệu ta chia 2. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tìm là số bé trước cũng được, số lớn trước cũng được, số nào trước cũng được. Sẵn đây chúng ta sẽ tìm số lớn trước ha. Tấm vải thứ nhất dài là như vậy chúng ta xác định được cái tấm vải thứ nhất là số lớn. Số lớn thì chúng ta lấy tổng ta cộng cho hiệu ta chia cho 2 bằng 74 mét. Rồi chúng ta tính qua tấm vải thứ hai thì nó là số bé. Tấm vải thứ hai dài là 8 vải thứ hai dài là số bé thì ta lấy tổng là trừ hiệu ta chia 2 bằng 46 mét. Và ngay chỗ này thì chúng ta sẽ có cách khác nữa. Ngoài ra chúng ta không tính theo cách này thì chúng ta sẽ tính này, ta lấy tổng này. Như vậy ngay chỗ này chúng ta sẽ có là cái hai tấm vải là tổng là 120. Như vậy ta lấy cái tổng này ta trừ cho cái tấm thứ nhất thì ra tấm thứ hai. Như vậy là một thì chúng ta làm cách này, hai thì chúng ta có thể là ta lấy 120 này ta trừ cho 74, nó cũng ra là 46 mét. Và cách khác thì chúng ta làm như thế nào? Chúng ta thấy đây là cái tấm thứ nhất là 74 mét, mà cái tấm thứ nhất là dài hơn tấm thứ hai là 28 mét. Như vậy cách tiếp theo thì chúng ta có thể là ta lấy là gì? 74 mét này ta trừ cho 28 thì nó cũng ra 46 mét. Được chưa? Thì như vậy cái tấm thứ hai này thì chúng ta sẽ có ba cách tính. Cách tính thứ nhất, cách tính thứ hai, cách tính thứ ba. Chúng ta sử dụng một trong ba cách. Từ đây thì chúng ta sẽ đáp số. Tấm thứ nhất dài là 74 mét. Tấm thứ hai dài 46 mét. Chúng ta qua bài số 2. Tổng của hai số là bằng 90.
Tỷ số của hai số đó là 2 phần 3. Tìm hai số đó. Như vậy cái bài toán này này chúng ta thấy rồi, con số này là số tổng. Đó, cái này là tổng. Và tỷ số cái này là tỷ số. Như vậy bài toán này thì nó sẽ rơi vào bài toán gọi là tổng tỷ. Tổng tỷ thì chúng ta sẽ đi tính tổng số phần. Như vậy là số lớn và số bé, số lớn là chiếm 3 phần, số bé là chiếm 2 phần. Và bài toán này thì chúng ta sẽ đi tính là tổng số phần, gọi là tổng tỷ. Tổng tỷ thì chúng ta sẽ đi tính là tổng số phần. Tổng số phần bằng nhau là giờ ta lấy 2 ta cộng cho 3 bằng 5 phần. Rồi, chúng ta tìm số lớn trước cũng được, số bé trước cũng được, số nào trước cũng được. Ta tìm số số bé ha. Số bé là như vậy là ta lấy tổng ta chia cho số phần tổng số phần này và ta số bé là 2 phần ta nhân cho 2 bằng 36. Số lớn là cũng tương tự ta lấy 90 ta chia cho 5 và ta nhân cho 3 bằng 54. Thì ngay chỗ này thì chúng ta tính như thế này cũng được, còn không thì chúng ta sẽ lấy là ta lấy 90 ta trừ cho 36. Như vậy là nó cũng bằng 54. Rồi. Sử dụng cách này thì khỏi cách này, cách này khỏi cách này. Ta đáp số. Số bé 36, số lớn 54. Chúng ta qua trang tiếp theo. Một đội đào đường trung bình cứ 7 ngày đào được là 360 mét đường. Hỏi với mức làm như vậy trong 14 ngày, đầu đó đào được bao nhiêu mét đường? Như vậy chúng ta xem lại cái đề này. 7 ngày đào được là 360 mét đường. Mức làm như vậy là trong 14 ngày. Như vậy chúng ta thấy là cái số ngày chúng ta sẽ tăng gấp đôi. Tăng gấp đôi thì chắc chắn cái này nó sẽ tăng gấp đôi. Nào. Như vậy cái bài này thì chúng ta sẽ tính như thế này. 14 ngày gấp 7 ngày. Số lần là vậy là 14 ta chia cho 7 là bằng 2 lần. Rồi ta lấy 2 ta nhân cho 360 mét đường. Số mét đường làm trong 14 ngày là giờ ta lấy 2 ta nhân cho 360 bằng 720 mét đường. Đáp số. Bảy trăm hai mươi mét đường. Thầy chúng ta coi lại này, cứ 7 ngày là 360, như vậy tới 14 ngày, như vậy 14 ngày nó gấp đôi 7 ngày. Đó. Như vậy con số này nó cũng phải gấp đôi lên. Chúng ta qua bài số tiếp theo, bài số 4.
Mua 12 mét vải phải trả là 1.260.000 đồng. Hỏi mua 5 mét vải như thế trả bao nhiêu tiền? Thì như vậy cái vấn đề toán này thì chúng ta sẽ đi tính là 1 mét thì bao nhiêu tiền. Chúng ta lấy số này ta chia cho 12. Được. Rồi. À, được 1 mét được bao nhiêu đó rồi chúng ta nhân cho 5 mét. À, bài toán này được gọi là rút về đơn vị. À. Số tiền mua 1 mét vải hết là ta lấy số tiền này 1.260.000 đồng ta chia cho 12 mét bằng 105 nên là đồng. Rồi từ đây thì chúng ta sẽ đi tính cho 5 mét. Số tiền phải trả khi mua 5 mét là số tiền phải trả khi mua 5 mét vải là một mét, cứ một mét là 105.000. À, ta nhân cho 5 bằng 0 0 3 số 0 5 5 25 viết 5 ta nhớ 2 525.000 đồng đáp số. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.